Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung chính như sau. Các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình chuẩn bị các hoạt động đảm bảo an toàn để đón các em học sinh trung học phổ thông và học sinh khối lớp 9 của các trường trung học cơ sở trở lại học vào ngày mai 20 tháng 4. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại huyện Thái Thụy đang loay hoay với việc xuất bán sản phẩm đi đâu khi thị trường đang bị kìm hãm bởi dịch bệnh COVID-19. Ngành thuế Thái Bình đã và đang triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các tổ chức cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Như thường lệ, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Thái Bình, Việt Nam và thế giới. Ngày hôm nay, Trung tâm CDC Thái Bình lấy thêm 11 mẫu xét nghiệm COVID-19. Lũy tích số mẫu xét nghiệm do Trung tâm CDC Thái Bình thực hiện là 1.719 mẫu, tất cả đều cho kết quả âm tính. Hiện tỉnh Thái Bình đang tiếp tục giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ từ các vùng có dịch vào địa bàn, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của công dân về dịch bệnh COVID-19 qua đường dây nóng 1800 9402. Trong ngày hôm nay, đường dây nóng tiếp tục nhận được 119 cuộc gọi, trong đó các ý kiến của người dân tập trung hỏi về điều kiện, thủ tục cần để xác minh khi trở về địa phương. Về tình hình dịch bệnh trong nước ngày hôm nay ghi nhận những thông tin tích cực. Ngày thứ ba liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tiếp tục có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bạc Liêu được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi ở Việt Nam lên 203 trên 268 ca, chiếm 76% tổng số bệnh nhân. Trên thế giới, số ca mắc COVID-19 đã tăng thêm gần 84.000 người. Số ca tử vong tuy có giảm so với ngày hôm qua, song vẫn có tới gần 6.500 người tử vong. Tại châu Âu, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 100.000 người, chiếm gần 2/3 tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng chuẩn bị các hoạt động đảm bảo an toàn để đón các em học sinh trung học phổ thông và học sinh khối lớp 9 của các trường trung học cơ sở trở lại học vào ngày mai 20 tháng 4 sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị chào đón học sinh quay trở lại trường học vào sáng ngày mai, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động thực hiện vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để đón các em quay trở lại trường học và vẫn đảm bảo cho công tác phòng dịch COVID-19. Ngay từ sáng sớm, đại diện các em học sinh từng nhóm lớp của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình đã phân công nhau thực hiện nhiệm vụ quét dọn, lau chùi, vệ sinh tất cả các phòng học. Mỗi lớp học đều được trang bị một chai dung dịch rửa tay sát khuẩn. Mỗi lớp phải chuẩn bị tối thiểu một cái máy đo hồng ngoại, đo nhiệt độ của các em học sinh khi đến học và khi tan học. Đoàn thanh niên cũng đã tiến hành tuyên truyền về cái biện pháp phòng tránh đối với dịch bệnh COVID-19. Còn tại trường Trung học cơ sở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, các giáo viên trong trường đã trực tiếp đến vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan trường lớp để sáng mai đón các em khối lớp 9 trở lại học tập. Chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị và tập huấn tới tất cả các đồng chí giáo viên để xử lý các cái tình huống diễn ra. Trước hết là tất cả các lớp học chúng tôi đều để các cái chai nước rửa tay và nhắn tin cho các bậc phụ huynh hướng dẫn các em thực hiện nghiêm túc cái việc phòng tránh dịch theo hướng dẫn. Được đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch hơn 3 tháng qua, nhiều em học sinh không giấu nổi niềm vui mừng. Sau khi trải qua một thời gian nghỉ dài thì được trở lại trường học, bọn em rất là vui và phấn chấn bởi vì được gặp lại các bạn, được gặp lại thầy cô và được trực tiếp nghe thầy cô giảng bài. Điều này sẽ làm cho hiệu quả học tập của em ngày càng tốt lên và chuẩn bị với kỳ thi sắp tới ạ. Việc cho học sinh trung học phổ thông và khối lớp 9 đi học trở lại là điều cần thiết và phù hợp. Bởi lúc này, dịch COVID-19 tại Thái Bình về cơ bản được kiểm soát an toàn. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh các trường cũng cần nâng cao tính chủ động và đảm bảo an toàn cho công tác phòng dịch COVID-19 trong thời gian học tập tại trường. Vâng, theo công điện số 08 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, học sinh trung học phổ thông và học sinh khối lớp 9 của các trường trung học cơ sở sẽ trở lại trường học. Một số dịch vụ được phép hoạt động nhưng có quy định kèm theo và người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên, sau ngày 16 tháng 4 thì các hoạt động kinh doanh đã hoạt động trở lại khá tấp nập. Trên các tuyến đường,
người dân tham gia giao thông vẫn duy trì được ý thức đeo khẩu trang, nhưng mật độ tham gia giao thông đã đông đúc trở lại. Nhiều cửa hàng kinh doanh đã mở cửa, bao gồm cả những loại hình dịch vụ không thiết yếu, từ các cửa hàng vải đến những cửa hàng thời trang và các cửa hàng hoa. Tại đây, các chủ hộ kinh doanh đã nhập hàng trở lại và hoạt động kinh doanh buôn bán tại đây khá tấp nập. Tại các khu chợ, hoạt động buôn bán thực sự trở nên đông đúc. Tuy cả người bán và người mua vẫn có ý thức đeo khẩu trang, nhưng do chợ đông nên việc chen chúc vẫn xảy ra, khó để đảm bảo khoảng cách an toàn. Theo công điện số 8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dịch vụ cắt tóc, thẩm mỹ và các dịch vụ giải khát vẫn phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, một số nơi các cửa hàng cắt tóc và quán cà phê đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại. Tiếp tục những câu chuyện khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Bên cạnh những khó khăn, những bất cập thì cũng chính thời điểm này cũng là những ngày khiến chúng ta xúc động khi chứng kiến sự chung sức đồng lòng của người dân trong phòng chống dịch bệnh, nhất là tấm gương của những người cao tuổi. 96 tuổi, đồng thời là một thương binh nặng trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng cụ Vị vẫn biết được những nỗi lo, những khó khăn do dịch bệnh COVID gây ra. Cụ Vị đã trao ủng hộ số tiền 30 triệu cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình và trao 1 tấn gạo cho bà con nhân dân trong xã Quỳnh Giao. Bản thân tôi là thương binh, nhưng mà tàn như tôi không chịu phế, tôi cũng tiết kiệm được cái đồng xương máu và rước số thôi. Thì tôi cũng quyết thúc cái để chúng tôi cũng phải khó không. Còn với cụ Nguyễn Văn Tích, 92 tuổi, thôn 2, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, làm việc thiện được cụ coi như trách nhiệm của cá nhân mình. Ngay khi nghe phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ Tích đã tiên phong trao số tiền 10 triệu đồng ủng hộ địa phương phòng chống dịch. Nên có sự động viên, cổ vũ với tấm lòng của mình. Trước kia mình làm như thế nào, bây giờ mình cũng phải tham gia như thế để động viên quần chúng chung tay giúp sức với đảng, với nhà nước. Tấm lòng chất phác vì xã hội, vì cộng đồng của những người cao tuổi đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đầu chiến tuyến trong phòng dịch. Tôi năm nay tôi 70 tuổi rồi, mà tôi ủng hộ đợt Covid này là 10 tấn gạo, trị giá bằng tiền là 120 triệu. Đi làm được như thế này thì nó phấn khởi vì giúp đỡ được mọi người. Những nghĩa tình đó trong dịch bệnh là tấm lòng thơm thảo đáng trân trọng. Cũng từ những con người như thế đã lan tỏa nhiều hơn những hành động đẹp, ý nghĩa, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh. Chỉ 30.000 đồng là đưa được một ô tô qua quãng đường 2 km, nghe thì rất hợp lý, nhưng đằng sau đó là hành vi hết sức nguy hiểm. Câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây đó là dịch vụ ăn theo dịch bệnh COVID-19, cụ thể là dịch vụ thông chốt kiểm dịch bằng cách đóng giả lái xe để đưa phương tiện qua chốt kiểm dịch. Theo quy định, những phương tiện từ vùng dịch mà không có lý do chính đáng sẽ không được vào tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, nếu lỡ về đến cầu Tân Đệ mà vẫn muốn vào tỉnh dù không được phép, thì theo nhóm cò mồi này vẫn còn có lựa chọn khác. Xe của ông là xe Hà Nội, biển Hà Nội nhá, có hộ khẩu Hà Nội thì nó không cho vào. Là xe đất người, thế nhưng mà nếu mà không là xe Hà Nội mà không có chứng minh người Thái Bình thì vẫn đi được. Đấy là nên ngồi hai trường hợp nhá. Trường hợp bữa thì ông muốn đi thì đây này, ông ở đây xong rồi. Ông lúc đấy nó không cho đi, không phải ông lái xe, ông phải lái sang kia. Theo thỏa thuận, chủ xe sẽ giao phương tiện cho một đối tượng điều khiển qua trạm kiểm dịch, còn bản thân sẽ có một xe ôm khác tăng bo qua cầu. Khi đến cầu nhất, nghĩa là đã qua chốt kiểm dịch rồi, thì sẽ nhận lại phương tiện và tiếp tục di chuyển. Người nhà trên xe là xuống hết, mỗi thằng lái xe thôi. Lái qua trạm công an, qua kiểm dịch, chê phát lên kiểm tra thì bằng biết được làm định, đi Thái Bình như muốn thôi. Đi qua cái trạm đây đấy, đi qua sang qua trạm sang bên kia nó còn chảo tiếp qua trạm đấy là trạm chú à, còn cầu nữa hơi nhiều thì là đi. Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên thời sự chúng tôi thì nhóm cò mồi này tụ tập ở một quán nước ngay chân cầu Tân Đệ, phía tỉnh Nam Định. Họ hoạt động kín đáo, chủ yếu nhận đơn hàng qua điện thoại, còn lại sẽ trông mặt để đặt vấn đề. Khi trà trộn với các xe khác, những đối tượng này có đầy đủ giấy tờ nên lực lượng chức năng của Thái Bình rất khó để phát hiện ra. Cho dù có phát hiện thì cũng không có lý do gì để yêu cầu phương tiện quay đầu. Qua nắm tình hình tại chốt kiểm dịch liên ngành, chúng tôi xác định
có hiện tượng những đối tượng nhận đưa xe và người qua cái chốt kiểm dịch. Những cái trường hợp này mà khi qua chốt kiểm dịch thì kiểm tra là vẫn đầy đủ điều kiện đi vào tỉnh. Chúng tôi thấy rằng đây cũng là khó khăn đối với lực lượng chức năng. Qua đây cũng cảnh báo với người dân là đừng vì cái lợi ích cá nhân để những đối tượng khác lợi dụng và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả nước. Được biết, mỗi phương tiện chót lọt qua chốt kiểm dịch có giá khoảng 30.000 đồng. Số tiền không đáng là bao, dù được việc của một số người nhưng lại làm ảnh hưởng đến công sức của toàn xã hội. Thưa quý bạn, thời gian này Thái Bình đã và đang làm rất tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, nếu chỉ vì một số những cá nhân, vì lợi ích của một số những cá nhân như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh nói chung. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các cái quy định của nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống lụt bão cũng như việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, nhiều hạng mục công trình phòng chống lụt bão đã được hoàn thành trước tiến độ. Những ngày qua, Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình thủy lợi của tỉnh và huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo tiến độ thi công công trình cống 44, cống Xuân Hòa và cống Giáo Lạc thuộc triền đê tả sông Trà Lý. Đây là ba trong nhiều hạng mục công trình phòng chống lụt bão đã được tỉnh Thái Bình và huyện Thái Thụy quan tâm đầu tư và khởi công sớm. Cho đến nay, việc thi công các hạng mục này đang được các đơn vị nhà thầu gấp rút triển khai theo đúng tiến độ đã cam kết. Cả ba công trình đã cơ bản được hoàn thành và có thể đưa ngay vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Hiện các đơn vị nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện phần mặt đê, lát kè mái, bảo vệ cống và thi hành công giàn van. Riêng công trình cống 44 và cống Xuân Hòa đã thi công xong và thông nước trước tiến độ đề ra. Do gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ quốc gia, Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục xuất khẩu nếp gồm gạo nếp, thóc nếp, tấm nếp theo nhu cầu và không tính vào lượng hạn ngạch 400.000 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và thời gian tới. Kiến nghị này xuất phát từ kiến nghị của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tỉnh Long An, An Giang, hai địa phương trồng nhiều lúa nếp. Các doanh nghiệp phản ánh tình trạng tồn kho lớn gạo nếp và đề nghị cho xuất khẩu lại mặt hàng này do không nằm trong danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia. Sau khi tham vấn ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương thừa nhận danh mục hàng lương thực dự trữ quốc gia theo Nghị định 94 năm 2013 không bao gồm thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp. Nghĩa là ngay cả trong tình huống đột xuất, cấp bách thì thóc nếp, gạo nếp cũng không thuộc diện huy động vào dự trữ quốc gia. Cũng theo Bộ Công Thương, trong số các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, có một số thương nhân chỉ xuất khẩu nếp hoặc coi nếp là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gặp khó trong lựa chọn con giống mà nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại huyện Thái Thụy còn phải loay hoay với việc xuất bán sản phẩm đi đâu khi thị trường đang bị kìm hãm bởi dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nguồn giống khó khăn do hạn chế giao thương nên đợt này anh Nguyễn Trọng Thanh ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy chỉ thả thêm 5.000 con tôm giống. Cũng như anh Thành, vì những lý do khác nhau mà nhiều hộ trong xã đang dè dặt việc thả con giống. Có những diện tích ao đầm đã bỏ không. Tháng 1, tháng 2 vừa rồi là có dịch bệnh. Dịch bệnh nói chung là nhiều gia đình cũng mất đến hàng 5-600 triệu. Ấy. Bà con muốn nuôi những con cá đối với nước, những cái cá gọi là xuất ở Trung Quốc về ấy, thì bà con không có giống. Nồng độ mặn là năm nay quá mặn nên là đàn tôm cá giống là có ảnh hưởng lớn. Nhưng mọi năm là đạt từ 50 đến 70% tỷ lệ sống, nhưng năm nay có những nhà đã chỉ còn 30% thôi. Nếu như trước kia các chủ cá đến thu mua rồi xuất bán đi các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh hay xuất bán cho các nhà hàng trong tỉnh, nhưng nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên giao thương gần như không còn nữa. Cái đầu ra thì năm nay thì cũng chưa biết thế nào, nhưng nói chung là khó khăn vì tình hình dịch bệnh nên mình không bán được, không xuất khẩu được. Thì mình chỉ bán cho người ăn thì có thể nó là rẻ hơn, mà bán số lượng ít hơn. Một số cái doanh nghiệp nuôi tôm công nghệ cao, hiện nay thì tôm đã đến chu kỳ chuẩn bị xuất bán cho đợt 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và một số cái hộ còn cá lưu qua đông và để xuất bán trong đợt này. Nhưng mà hiện nay thì đối với các cơ sở đại lý thu mua là họ tạm dừng không mua bởi vì là chưa xuất bán được. Cũng theo Phòng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, thì hiện nay trên toàn huyện vẫn còn trên 1.000 tấn sản phẩm thủy sản chưa xuất bán được. Giá các loại thủy sản giảm tương đối sâu như cá song, tôm thương phẩm giảm gần một nửa mà vẫn không có người mua.
Cụ thể, cá song loại 2-3kg một con còn có giá 200.000 đồng một kg, tôm thương phẩm giá chỉ 160.000 đồng một kg, cá vược dưới 70.000 đồng một kg. Điều này khiến đời sống bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngành nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dịch vụ. Trước thực trạng này, ngành thuế Thái Bình đã và đang triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các tổ chức cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng theo Nghị định số 41 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 4 năm 2020. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tiền Hải và Kiến Sương. Trung bình mỗi tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát nộp ngân sách nhà nước 50 triệu đồng. Từ đầu năm đến giờ, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, hàng hóa không xuất bán được, đồng nghĩa với doanh thu sụt giảm. Khi chủ trương của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế, công ty được chậm nộp 5 tháng với số tiền khoảng 250 triệu đồng. Chi cục thuế Tiền Hải Kiến Sương có những cái văn bản hướng dẫn rất cụ thể cho doanh nghiệp giãn kê khai thuế cũng như là giãn nộp thuế. Cái việc đó thì giúp doanh nghiệp là có những cái nguồn vốn nhất định để mà duy trì sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Chi cục thuế khu vực Tiền Hải Kiến Sương chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế trong việc hoàn thiện hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh lợi dụng trục lợi chính sách của nhà nước. Chúng tôi cũng yêu cầu cán bộ công chức là sẽ kiểm tra, rà soát đúng đối tượng, đúng thành phần để được gia hạn theo quy định của Chính phủ, và thành phần nào mà gửi hồ sơ mà chúng tôi kiểm tra không đúng thành phần, chúng tôi cũng yêu cầu và cũng giải thích cặn kẽ để đúng đối tượng và tránh thất thoát cái tiền thu ngân sách nộp nhà nước. Qua rà soát ban đầu, sẽ có khoảng 90% trong tổng số 6.600 doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tiền Hải và Kiến Sương thuộc diện được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Và những trường hợp này sẽ được gia hạn 5 tháng và phải nộp giấy đề nghị trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Việc lùi thời hạn nộp thuế trong lúc này sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vượt qua khó khăn trước tác động bất lợi của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được công bố đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các nội dung được đề cập trong dự thảo văn kiện đã giành được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tại cái phần phương hướng nhiệm vụ về công tác dân vận của Đảng, thì cơ bản là chúng tôi nhất trí với các cái chủ trương lớn mà đã nêu trong báo cáo. Xong thì theo tôi cần bổ sung thêm một số cái nội dung. Thứ nhất ấy là các cấp ủy chính quyền thì cần quán triệt sâu sắc các cái chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận của Đảng, thể chế các cái nghị quyết, các quan điểm để cho nó phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Và chúng ta cũng cần xác định là công tác dân vận của Đảng, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy Đảng là người lãnh đạo, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thì là nằm lực lượng nòng cốt trong cái công tác tuyên truyền vận động. Tôi thấy ban soạn thảo báo cáo của tỉnh là soạn thảo báo cáo rất đầy đủ, kỹ lưỡng, có số liệu, có so sánh rất là rõ ràng. Về phần tôi thì tôi thấy là có hai ý kiến. Thứ nhất là về cái phần đánh giá kết quả về công tác dân vận trong thời gian vừa qua, và trong đó là có cái thực hiện cái pháp lệnh dân chủ, thì tôi thấy dự thảo báo cáo xây dựng như thế là đầy đủ. Phần phương hướng có đánh giá và chỉ đạo về cái thực hiện pháp lệnh dân chủ ở dưới cơ sở thì cần phải viết thêm rõ là phát huy dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các cái tập thể, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp. Viết như thế thì chúng ta mới thấy là cái dân chủ của chúng ta nó toàn diện hơn. Lần đầu tiên một trường hợp thả diều gây sự cố lưới điện bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng vừa được Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình, thành phố Thái Bình ra quyết định xử phạt. Vào lúc 13h30 phút ngày 16 tháng 4 đã xảy ra sự cố đứt dây điện đường dây 471E làm mất điện kéo dài nhiều giờ đồng hồ của 6 trạm biến áp. Qua xác minh, nguyên nhân ông Ngô Duy Thản ở thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình thả diều gây ra sự cố trên. Căn cứ Nghị định 14/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện, Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Duy Thản 2 triệu đồng.
Thời gian gần đây, tình trạng người dân thả diều ngày một nhiều, không tuân thủ các quy định an toàn lưới điện. Việc xử phạt cần được thực hiện nghiêm minh để bảo đảm an toàn lưới điện và ổn định sản xuất, sinh hoạt cũng như an toàn tính mạng của chính người dân. Hồi 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2020, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke Hạnh Trang thuộc tổ 5 thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Trong 7 đối tượng bị Công an huyện Quỳnh Phụ bắt giữ, có Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1984, là chủ quán karaoke Hạnh Trang. Còn có các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh ngoài là thành phố Hải Phòng, tỉnh Yên Bái và tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ, một ống nhựa và nhiều tang vật khác dùng để sử dụng chất ma túy. Tiến hành test nhanh, có 6 trên 7 đối tượng dương tính với chất ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản về hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép và đưa 7 đối tượng trên về công an huyện để làm rõ. Hiện vụ việc đang được công an huyện Quỳnh Phụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.